Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Thì tiếp tục hôm nay mình sẽ lắp ráp thêm bộ mô hình xe siêu xe các bạn. Ok, thì hôm nay mình sẽ lắp ráp tiếp cái xe này là của hãng Toyota các bạn. Xe này tên là Toyota 86 các bạn, đây chữ là 86 Sport Car các bạn. Giờ xe thể thao các bạn. Xe chúng ta là màu trắng bạn, khá đẹp bạn ơi. Thì bộ này chúng ta sẽ có là 96 van ghép nha các bạn. Thì là con xe thứ 8 để trong cái bộ series 12 xe nè bạn. Đây. Lần trước mình lắp ráp được 3 chiếc nữa các bạn, như chiếc màu vàng, chiếc màu đỏ và chiếc màu tím nữa các bạn. Hôm nay mình sẽ lắp ráp cái màu trắng nha các bạn. Ok, mình sẽ khui hộp ra cho mình xem. Dán chắc các bạn ơi. Chặt thế này, nhấn chắc các bạn ơi. Ok, mình sẽ lấy ra hết tầm này. Này chúng ta sẽ tất cả lại, chúng ta sẽ có là hai bọc bánh ghép nha các bạn. Đấy, và cái này bánh xe nè bạn, một cái tờ hướng dẫn lắp ráp, một cái này gọi là cái dán để dán vào xe bạn. Cho lại đây là cái động cơ nè bạn, đây động cơ chúng ta có thể chạy được nè bạn. Ok, bây giờ mình sẽ cho bạn xem tờ hướng dẫn trước đi. Đây nhìn cũng khá là nhức mắt nha bạn. Ok, bây giờ mình sẽ cui ra cái bánh ghép ra ha. Cái này chủ yếu chỉ là hai mặt trắng đen thôi các bạn. Này bánh xe thôi bạn ơi. Không chịu xuống các bạn ơi. Ok. Ok, bây giờ hãy cùng theo dõi mình lắp ráp nhé.
Ok, thì cuối cùng mình đã cũng lắp ráp hoàn thành xong cái mô hình xe Toyota 86 nè bạn. Mẫu xe màu thể thao màu trắng khá đẹp luôn ơi. Đây. Trước đây chúng ta có bốn cái đèn các bạn, hai đèn màu trắng, hai đèn màu vàng. Biển số nữa các bạn. Và bên sau cũng vậy, có hai cái đèn màu đỏ và cái biển số nữa các bạn. Để cắm khói nha các bạn. Một chiếc xe màu trắng, siêu xe màu trắng khá đẹp luôn ơi. Ok, thì video của mình đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu bạn thích video này thì hãy để lại like và đăng ký. Và ngoài ra các bạn có yêu cầu về làm về bộ mô hình lắp ghép nào á thì comment dưới video thì dẫn đi theo thực hiện nhé. Thì các bạn ủng hộ mình đi thì mình sẽ ra những video mới hơn và những xe nó sẽ bự hơn các bạn. Tại những xe bự hơn nó cần kinh phí các bạn, cho nên các bạn ủng hộ mình chia sẻ nhiều cho mình để mình có tiếp tục động lực để làm những video tốt hơn nhé. Ok, chúc các bạn xem video và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.